Xin kính chào quý vị khán giả. Hải Yến rất hân hạnh được gửi tới quý vị những thông tin nóng vừa được cập nhật trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York dự tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Ghi nhận từ báo tin tức, vào lúc 17:05 chiều ngày 21 tháng 9 theo giờ địa phương, sáng ngày 22 tháng 9 theo giờ Việt Nam, chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay quốc tế JFK Kennedy, thành phố New York, Hoa Kỳ, bắt đầu chương trình tham dự hội nghị thượng đỉnh tương lai, phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 79 và làm việc tại Hoa Kỳ. Theo đặc phái viên Thông tấn xã Việt Nam, đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay quốc tế JFK Kennedy có đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Dũng và phu nhân, đại sứ, trưởng phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc Đặng Hoàng Giang cùng cán bộ, nhân viên đại sứ quán và phái đoàn. Đây là chuyến công tác tham dự hoạt động đối ngoại đa phương và làm việc tại Hoa Kỳ đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trên cương vị mới, cũng là lần đầu tiên một Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ta tham dự trực tiếp các phiên họp cấp cao tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Sau gần 50 năm, mối quan hệ giữa Việt Nam và Liên Hợp Quốc tiếp tục phát triển tích cực, ngày càng đi vào chiều sâu, không ngừng được củng cố và tăng cường. Liên Hợp Quốc đã đồng hành cùng Việt Nam từng giai đoạn tái thiết đất nước, phục hồi sau chiến tranh, đến phá bao vây cấm vận và từng bước hội nhập quốc tế. Việt Nam tham gia ngày càng chủ động, tích cực, đóng góp ngày càng thực chất, sâu rộng cả về ý tưởng, con người, nguồn lực trên tất cả các lĩnh vực hoạt động trụ cột của Liên Hợp Quốc về gìn giữ hòa bình, an ninh và hợp tác phát triển. Việt Nam cũng được cộng đồng quốc tế tín nhiệm và đặt nhiều kỳ vọng, đã và đang đảm nhiệm thành công nhiều vị trí quan trọng tại Liên Hợp Quốc. Lãnh đạo Liên Hợp Quốc luôn đánh giá cao vai trò và đóng góp của Việt Nam và mong Việt Nam tiếp tục đóng vai trò ngày càng tích cực hơn nữa trên các lĩnh vực ưu tiên của Liên Hợp Quốc. Trong khi đó, quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ sau một năm triển khai quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, hợp tác giữa hai nước đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Hợp tác chiến lược giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực tiếp tục được đẩy mạnh, các hoạt động tiếp xúc và trao đổi đoàn diễn ra sôi động ở tất cả các kênh, các cấp. Lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư tiếp tục là xung lực quan trọng cho quan hệ giữa hai nước. Trong 8 tháng đầu năm 2024, kim ngạch thương mại song phương đạt gần 88 tỷ đô la Mỹ, tăng 22%. Hợp tác an ninh, quốc phòng tiếp tục được triển khai hiệu quả, trong đó hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh tiếp tục là ưu tiên và là trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước. Với những vấn đề còn khác biệt, hai bên sẽ tiếp tục tăng cường đối thoại trên tinh thần thẳng thắn, xây dựng và quan tâm đến các lợi ích chính đáng của nhau. Tại Liên Hợp Quốc lần này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ đem tới những thông điệp lớn, quan trọng, ủng hộ mạnh mẽ chủ nghĩa đa phương với vai trò trung tâm của Liên Hợp Quốc đối với hòa bình, hợp tác, phát triển trên thế giới. Đồng thời, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sẽ có các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc song phương với lãnh đạo các tổ chức quốc tế và các nước tham dự tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Trong khuôn khổ chuyến công tác, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng sẽ có các cuộc tiếp xúc song phương quan trọng với lãnh đạo chính quyền Hoa Kỳ, tham dự và phát biểu tại sự kiện hướng tới kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ và một năm nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện, cũng như các cuộc tiếp xúc, làm việc với sự tham gia của các quan chức, doanh nghiệp, chuyên gia, học giả hàng đầu của Hoa Kỳ. Đây là dịp để Việt Nam một lần nữa khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, luôn đóng góp tích cực vào hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Chuyến công tác lịch sử, theo báo Người Lao Động, chuyến công tác tại Mỹ, Cuba của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là dịp khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phân hóa, đa dạng hóa của Việt Nam. Ngày 21 tháng 12 giờ địa phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới New York của Mỹ tham dự hội nghị thượng đỉnh tương lai, phiên họp cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 79, làm việc tại Mỹ và sau đó thăm cấp nhà nước tới Cuba. Chuyến công tác kéo dài đến ngày 27 tháng 9. Đây là chuyến công tác đối ngoại đa phương và làm việc tại Mỹ đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trên cương vị mới. Đây cũng là lần đầu tiên một Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ta tham dự trực tiếp các phiên họp cấp cao
tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Hội nghị thượng đỉnh tương lai có chủ đề giải pháp đa phương vì một tương lai tốt đẹp hơn và phiên thảo luận chung cấp cao của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 79 có chủ đề là không để ai bị bỏ lại phía sau, cùng hành động nhằm thúc đẩy hòa bình, phát triển bền vững và phẩm giá con người cho các thế hệ hiện tại và tương lai. Với 150 người đứng đầu nhà nước và chính phủ các nước thành viên Liên Hợp Quốc dự kiến tham dự, Liên Hợp Quốc và cộng đồng quốc tế sẽ thống nhất giải pháp toàn cầu cho các thách thức tương lai cũng như các vấn đề cấp bách hiện nay, đề ra các định hướng lớn về phát triển. Dự kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị Thượng đỉnh Tương lai và tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 79. Theo Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ đem tới những thông điệp lớn, quan trọng, ủng hộ mạnh mẽ chủ nghĩa đa phương với vai trò trung tâm của Liên Hợp Quốc đối với hòa bình, hợp tác, phát triển trên thế giới. Đây cũng là dịp Việt Nam một lần nữa khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, luôn đóng góp tích cực vào hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc năm nay là một sự kiện hết sức có ý nghĩa, thể hiện cam kết cao nhất về mặt chính trị vào một thời điểm quan trọng khi cộng đồng quốc tế đang quyết tâm thúc đẩy chủ nghĩa đa phương nhằm đối phó hàng loạt thách thức toàn cầu. Chuyến công tác chắc chắn sẽ góp phần nâng quan hệ giữa Việt Nam với Liên Hợp Quốc lên một tầm cao mới. Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 78 Dennis Francis đánh giá. Dự kiến tại New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có các cuộc gặp tiếp xúc song phương quan trọng với lãnh đạo chính quyền, quốc hội, các đảng và người đứng đầu các bộ, ngành ở Mỹ, cộng đồng doanh nghiệp, học giả và con kiều bào. Đặc biệt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ chủ trì sự kiện hướng tới kỷ niệm 35 thiết lập quan hệ ngoại giao và một năm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững giữa Việt Nam, Mỹ, cũng như có bài phát biểu chính sách quan trọng tại Đại học Columbia. Đây là dịp quan trọng để hai bên cùng nhìn lại những thành tựu mà khuôn khổ quan hệ mới mang lại, đồng thời thảo luận về những định hướng và biện pháp lớn để tiếp tục duy trì đà phát triển trong nhiều năm tới. Sau khi kết thúc chương trình làm việc tại Mỹ vào ngày 24 tháng 9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp nhà nước tới Cuba. Theo lời mời của Bí thư thứ nhất, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez và Phu Nhân. Chuyến thăm là minh chứng khẳng định mối quan hệ đoàn kết truyền thống, hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Cuba đã và vẫn luôn được coi là tài sản quý báu mà Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước vun đắp. Theo Đại sứ Cuba tại Việt Nam, Orlando Nicolás Hernández Gulen, trong chuyến thăm, hai bên có thể sẽ đạt được những thỏa thuận và hiệp định quan trọng về mặt Đảng, Quốc hội trong các lĩnh vực đối ngoại, hợp tác kinh tế và thương mại, nông nghiệp, hợp tác địa phương. Chuyến thăm sẽ đánh dấu một thời khắc quan trọng với ý nghĩa lịch sử trong quan hệ hai nước, Đại sứ Gillen nhấn mạnh. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Hải Yến rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube của Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin chào và hẹn gặp lại.